Hai, xin chào tất cả mọi người. Mọi người thấy Ngọc này thấy gớm không? Mới đi thẩm mỹ viện về. Trời đất ơi, 5 tiếng đồng hồ. Cắt cái mặt, dục cái mặt. Làm hết tất cả. Mới xong lại chân mày nè. Bạn thấy không, nhìn thấy chân mày không? Đó, mới xong lại chân mày. Cái mí này nè, xong lên cái mí này luôn. Thấy không, xong mí này luôn. Chân mày bên đây nè. Mới về xong tức thì mới vừa xong được cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thấy không? Còn chơi cái môi nè, trời ơi, quất cái môi như cục thịt bò không? Ngọn môi y như cục thịt bò không? Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mới xong thôi, nên chưa biết sẽ như thế nào. Thì Ngọc sẽ quay cái video clip để update cho các bạn mỗi ngày, để xem mỗi ngày cái tiến triển của nó như thế nào nha mọi người. Hồi nào giờ chưa, hồi nào giờ Ngọc chưa thấy cái video clip nào mà đi xăm môi, xăm mắt rồi kia quay lên hết. Để Ngọc thử, Ngọc là người xăm xong Ngọc quay cái tiến độ mà nó cái môi bị tróc ra rồi lạc lợt ra rồi bớt sưng á. Rồi với lại chân mày này nó lột được lột ra như thế nào. Thôi coi, chống ngay trong mắt coi. À, thấy không? Trời ơi, có cái môi là nhìn thấy gớm nhất rồi. Có cái môi, nhìn cái môi cái mớt không hết, muốn ăn thịt bò luôn. Đó. Mà thì đó, bữa nay là quyết định đi nói chung là ngày xưa cũng có xăm chân mày rồi, không phải xăm mà gọi là phun tẳng bột. Thì bây giờ nó về Việt Nam nó lạc lại rồi, thì bây giờ muốn đi dậm lại cái nghe mấy người kia bàn có lý quá nên thôi phun cái chung mắt dưới đây. Rồi nghe nói có lý quá, mẹ Ngọc cũng thích Ngọc xăm cái môi cho đỏ, cái lý quá rồi thôi làm luôn. Thì xin mọi người hãy tiếp tục theo dõi là cái khuôn mặt Ngọc sẽ diễn biến như thế nào. Ngọc sẽ quay lại ngày mai cho tất cả mọi người xem là ngày mai nó sẽ như thế nào nha. Còn bây giờ là biết làm gì không? Ngồi đó, chuẩn bị húp cháo với uống sữa. Quên nói cho các bạn nghe này nữa, trời đất ơi, xong cái chân mày với xong cái mí mắt thì nó đỡ nha. Quất lên tới cái môi, trời ơi, nó đau không thể nào tưởng tượng nổi. Thôi cho những bạn mà sợ đau á, xăm môi nó đau lắm nha các bạn. Nhưng mới đầu hỏi người ta đau không, người ta nói không đau. Nhưng mà sau đó thì đau lắm, nhưng mà bây giờ sau 2 tiếng ngồi thì cũng đỡ rồi. Nhưng mà bây giờ là phải ăn uống là phải hả rồi, nhiều chữ chim vậy á. Mớm mồi thôi à. Nó hả rồi chế đồ ăn vô, thấy chưa? Chi mà mê đẹp chi cho khổ như tôi gì nè. Hai, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày đầu tiên sau khi mà xăm xong thì không có còn đau nữa. Cái này không đau, cái này không đau, cái này cũng hết đau rồi. Mà cũng vẫn còn sưng. Sưng như mỏ heo. Sưng như mỏ heo vậy đó. Rồi nhưng mà đã cái là hết đau rồi thì có thể ăn uống được cũng dễ. Thôi coi nó sưng, nó có miệng dày, cái môi dày rồi mình giờ nó làm còn dày hơn nữa. Hôm qua cô Liên nói ha mẹ, bà sưng gấp 10 lần con nè. Đó, thì đây là update cho tất cả mọi người xem là cái ngày thứ hai của ngày đầu tiên sau khi mà xăm xong. Lấy những điện thoại vào. Hai, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ hai sau khi mà mình xăm xong. Thì hôm nay các bạn thấy là cũng đỡ sưng hơn mấy ngày đầu rồi các bạn. Thôi cái môi cũng rất là khô rồi, mới sức một chút dưỡng ẩm lên cho nó đỡ khô á. Nếu mà khô thì nó tróc ra. Mắt này cũng hơi khô chứ chưa khô dữ. Còn có không, con này giờ cũng còn sưng lên chỗ này nè. Đó, còn bên đây thì bình thường. Đó, thì bữa nay ăn uống nói chuyện bình thường rồi, thấy không? Được không, các bạn thấy được không? Được không được thì cũng xong rồi. Em thôi chứ. Đó thì hôm nay là mình mới update cái ngày thứ ba sau khi làm xong chân mày, mắt với miệng cho tất cả mọi người cùng xem. Ok, sẽ gặp lại các bạn vào ngày thứ tư nha. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ ba sau khi xăm xong. Thì mọi người có thấy là cái môi Ngọc là bớt sưng rồi này, thấy chưa? Chân mày đồ cũng hơi khô rồi. Cái này cũng vậy. Thấy không?
Cái môi nè, cái môi bớt sưng hơn ngày đầu tiên với ngày thứ hai nè. Đó, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu khô lại xong rồi cái sẽ lột ra. Đó, dạ, yeah. Đó là hôm nay là ngày như vậy. Thì bây giờ sẽ tiếp tục chờ đợi xem cái kết quả cuối cùng nó như thế nào nha. Mình biết là thế nào cũng có nha, sẽ có những người khen, những người chê. Nói là thích chị của ngày xưa hơn à. Rồi ngày xưa một mặt giản dị đơn giản hơn. Nhưng mà nói chung là Ngọc muốn một cái sự thay đổi gì đó. Nên Ngọc muốn làm như cái này để cho với xong cái môi nó hơi nhợt nhạt á. Cái môi của Ngọc ngày xưa nó bị dày. Ngọc biết mà, Ngọc biết cái khuyết điểm cơ với cái ưu điểm của Ngọc là gì. Cái môi ngày xưa rất là dày, mà bây giờ nó còn dày hơn. Đây đó, nói dẫn chơi chút xíu vui thôi. Thì xin gặp mọi người vào ngày mai nha, để coi ngày mai sẽ như thế nào nha. Hai, xin chào tất cả mọi người. Coi mặt Ngọc nè. Nhìn như hè luôn. Hôm nay là ngày thứ tư. Sao thứ tư thứ năm thì thôi, Ngọc không có tính nó như vậy. Ngọc có tính tại vì cái ngày mà mình đi làm thì hết ngày rồi, thì kể nó thứ tư năm gì kể đi. Mà coi nè, môi tróc rồi nè, chân mày chưa tróc. Rồi cái môi tróc mà xong thấy đỏ đi. Môi cho con chay nhìn hết hồn luôn rồi. Nhìn nó làm nè, chay làm vậy đó. Đó thì các bạn thấy là Ngọc xong cái môi này, hình như là xong lần đầu tiên là thấy cái này là không thành công rồi đó. 3 triệu đồng đó các bạn. Thì để coi như thế nào nha các bạn nha. Thế còn thôi nói chuyện với mấy người đó, nhưng mà bây giờ rất là chán đây, đang rất là chán đây. Xăm xong lần đầu tiên mà như vậy rồi thì bây giờ bắt đầu phải đi dặm lại. Mà đi dặm lại thì không có thời gian, rồi phải đau đớn, rồi phải... Ui cha, cái này là hơi đang nản đây này nha. Chưa biết như thế nào nè, coi nhìn như hề không. Tóc ra đó, không có đỏ đi gì, cũng hơi hồng hồng, ướm lên chút xíu thôi. Coi đây đó, từ màu đỏ này mà sang tới màu da thường luôn. Bởi vậy khổ dễ sợ luôn. Biết vậy đừng làm. Dịch lỡ dính trầm rồi, bây giờ lỡ leo lên lưng cọp rồi phải theo cọp luôn chứ giờ biết sao giờ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là cũng update cho tất cả mọi người xem là cái tình trạng của khuôn mặt Ngọc như thế nào. Thì hiện tại hôm nay thì cái môi đã tróc rồi hết rồi các bạn. Cái môi tróc hết rồi các bạn ơi. Đó các bạn coi cái màu kìa. Đây, cho các bạn coi gần gần cái màu nha. Đó thì cái màu nó cũng không có được đậm cho lắm. Đây. Đó các bạn. Đó, thì nó cũng hồng hồng ẩn ẩn lên. Còn ở trên cái chân mày á, thì chân mày bây giờ bắt đầu tróc ra nè các bạn, nhìn ghê không? Nhìn giống ghẻ không? Còn ở trên đây á thì cũng đang tróc ra. Đó. Chân mày này bây giờ bắt đầu phải nhổ những cái đây trên đây tại vì nó bị móc trường trội này, nhìn giống mày ghẻ ghê thì chứ. Chân mày thì chưa tróc mà môi đã tróc hết rồi các bạn. Thấy chưa? Thì theo như mẹ Ngọc á thì mẹ Ngọc nói là Ngọc phải đi dặm lại. Mà trời đất ơi, bây giờ dặm lại nó đau quá trời đau luôn. Bởi vậy làm này thất bại dễ sợ. Làm mà một lần mà nó chưa xong mà phải đi dặm lại lần thứ hai rồi nó đau dễ sợ đau luôn, chứ phải giỡn đâu. Người ta nói đó, lần thứ hai lúc nào cũng sẽ đau hơn lần đầu tiên. Đó, thì cái ý của Ngọc á là Ngọc không muốn đi dặm lại nữa, cứ để im như vậy đi thì nó cũng thấy hồng hồng tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói về cái màu ở dưới đây thì Ngọc vẫn chưa hài lòng gì mấy, tại vì đây còn hơi trắng nè, các bạn thấy không? Đó là như vậy. Thì hàng ngày thì mình cứ xài cái son bóng á, thì đó, để cho cái môi được bóng lên. Còn mà đi đâu thì thêm dùng một chút son nữa cho nó đậm lên. Còn cái chân mày thì chưa biết làm sao các bạn. Thì để chừng nào mà ngày mai mình sẽ tiếp tục quay update coi cái chân mày này sẽ đi tới đâu. Đó, đây tổng diện khuôn mặt các bạn nè. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cũng muốn update cho mọi người về cái chân mày với lại cái môi của Ngọc. Thì đây, chân mày đây.
mày cũng tróc gần hết rồi nè. Đó, cái môi nè. Đó, sao môi thì tróc hết rồi. Môi chậm rồi đó, thấy không? À, mày tróc gần hết mà bên đây cũng chưa tróc hết. Đó, nay khỏe rồi. Nay môi miếng đồ ăn, ăn uống rồi được rồi. Chỉ lộn được luôn rồi. Hồi bữa là chỉ lộn không được, cứ môi xưng gì nè. Xưng gì nè. Chỉ lộn không được. Như heo vậy đó. Đó, giờ là khỏe rồi. Giờ là tao đi gội đầu rồi rửa mặt rồi này kia được. Chứ hồi bữa trời đó coi mấy ngày trời đi gội đầu mà không thể nào rửa mặt được, bực dễ sợ bực luôn. Đó, tình trạng này thì nó cũng được chứ không tới nỗi nào. Nhìn cũng được chứ không tới nỗi nào, cũng hơi bị lạc lạc một chút. Đó, môi cũng khô nè. Còn ấy ấy môi khô, chuyện bỏ lên chút xí, những môi. Thì biết sao không, dặm chân mày này không phải Ngọc mới làm đâu, Ngọc chỉ là dặm thôi, dặm lên cho nó đậm chứ chân mày làm lâu lắm rồi, cách đây 3 năm trước gì Việt Nam làm chân mày rồi mà riết cái nó lạc á, lạc mờ á, cái tay thấy tự thấy, thấy tự nhiên, thấy tự nhiên, tưởng là tưởng chân mày tự nhiên chứ không, mà nào giờ toàn là chỉnh sửa không à, lúc nào tự nhiên hết á, con người phải nhờ chỉnh sửa mới đẹp bởi vậy khổ. Hai, xin chào tất cả mọi người, thì đây nè, cái đây là cái mặt của Ngọc sau hôm nay là thứ mấy, sau hồi thứ hai tuần trước nữa, thì cái, đây là cái mặt Ngọc sau 10 ngày dặm lại chân mày rồi xăm ở dưới cái mí mắt này dưới với lại xăm môi. Đó, đây là gương mặt của Ngọc đây. Thì có rất là nhiều bạn nói là thích có bạn, tại vì có vài cái video clip Ngọc hay dính vô cũng không muốn dính, biết sao không? bây giờ ẩn 10 ngày nay luôn, không dám ấy luôn, nhưng mà cũng có dính vô một vài cái video, nên là mọi người nói tại sao làm chân mày xấu quá, rồi thích chân mày của chị Ngọc ngày xưa hơn, ngày xưa tự nhiên. Dạ thưa, Ngọc đẹp không có tự nhiên, Ngọc đẹp giờ chỉnh sửa. Các bạn biết không, là cái chân mày của Ngọc là ngày xưa Ngọc đã xăm rồi, xăm 3 năm rồi, cái tới khi mà làm video clip tới các bạn lãng phai mờ rồi, nên không có thấy được cái dấu xăm. Về lần này phải đi dặm lại, mai mốt mà về chuyến sau phải đi dặm lại nữa. Mấy cái xăm này thì mỗi người ai mà biết, ai mà có si xăm rồi biết cũng mờ hết à. Cái môi cũng vậy, cái môi này là nếu mà nhìn ở ngoài đó thì thật sự là cái môi này cần dặm lại đó, nhưng mà làm đây đau quá thôi Ngọc bỏ cuộc, giờ dặm lại cái mỏ xương trụ dù nữa cũng mệt nữa, gần đi về rồi thôi đi, nhiêu đó được rồi. Đó, thì đó nè các bạn, thấy không, chân mày của Ngọc nè, mắt nè, môi nè. Đó, thì đây Ngọc muốn chia sẻ một cái video clip cho tất cả mọi người về xong cái quá trình mà làm đẹp nó đau đớn và nó từng ngày nó sẽ khác nhau như thế nào. Nhiều lúc á, mọi người chỉ làm thôi, nhưng mà mọi người không có thấy được những cái khoảnh khắc mà cái thời gian nó thay đổi. Thì Ngọc muốn làm một cái video clip này để cho tất cả mọi người cùng xem là cái sự thay đổi của cái mặt mình ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 như thế nào. Thì làm vậy ra đường khỏe, khỏi cần bây giờ nghỉ, khỏi cần tha son tha môi gì rồi. Tha cái miếng bóng, dưỡng bóng xuống rồi cái là cũng khỏe rồi. Đó, còn con mắt cũng vậy, cũng khỏi cần mà vẽ chân mày đồ này kia nọ. Thì nói chung là mỗi người có một ý kiến khác nhau, người khen đẹp, người khen xấu, người khen không thích, người khen thích. Thì nói chung cũng khó lắm. Nhưng mà Ngọc hài lòng với lại những gì Ngọc đã làm là được rồi. Thì cái này đó Ngọc muốn nói giá cho tất cả mọi người cùng nghe là cái giá nha. Chân mày 1,5 triệu. Xăm ở lót mí mắt lót này dưới là 750. Cái môi là 3 triệu. Là 3 triệu cái môi, là tại vì lý do là người ta sẽ bắt bạn gọi là xóa thâm quần á, môi bị thâm á, người ta sẽ xóa môi thâm làm hết 1 triệu rồi, còn xăm lên là 2 triệu nữa là thành 3 triệu cái môi. Đó, rồi tóc Ngọc Dũi là 400.000. Cắt là 30 là thành 430 đó, Ngọc là Ngọc chơi vậy bình dân vậy đó. Đó, cắt với Dũi là 430. Đó, hôm nay là Ngọc về Việt Nam một làm vậy đó, chứ các bạn qua thấy qua Mỹ là Ngọc không có làm, làm nữa đâu. Ngọc có để tóc dài, thiệt dài. Dài mà các bạn thấy tóc dài như ngày xưa là cũng phải 2-3 năm mới dài. Là từ mà trước khi qua Mỹ là Ngọc sẽ chỉnh một lần nữa cái tóc của Ngọc, cũng muốn cho nó thành giống như chiếc lá một chút nữa. Thì đó, Ngọc là bây giờ là nó như vậy đó.
có chỉnh sửa của thẩm mỹ viện vô rồi. Thì nói chung là cái kinh nghiệm với lại những người trong gia đình của Ngọc á, khen là chân mày làm đẹp đó. Còn cái môi thì người ta không có khen, tại vì cái môi của người ta muốn hơi làm hơi đậm lại một chút, với lại nó không có được đều màu đó. Mà bây giờ mà nghĩ sao mà mốt mà đi ba mấy năm nữa đi về mà xăm lại cái môi, trời nghĩ ngán để đau quá. Nói thiệt các bạn, người ta sẽ vô, người ta sẽ nói với các bạn là không đau. Người ta không lẽ giờ người ta nói đau cho mình không làm. Người ta nói không, không đau đâu, có gì đâu đau, giờ có công nghệ xăm là không có đau. Không có đâu, nó đau cũng chết luôn. Rồi nhưng mà ngủ xong rồi ngày hôm sau vậy thì nó đỡ đỡ một chút, nhưng mà cũng rất là khó chịu. Thì bạn nào mà muốn đang có nhu cầu đi xăm á, thì Ngọc muốn chia sẻ với các bạn cùng một cái kinh nghiệm. Xăm chân mày á, thì nó không có đau gì mấy. Xăm mí mắt này cũng hơi thôi chứ không có gì mấy. Nhưng mà cái môi này rất là đau. Các bạn nên nhớ nha, người ta sẽ nói mình là không đau nhưng mà thật sự nó đau. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này. Em ơi, đường có thịnh nổi đi đường nào. Ngọc hy vọng là các bạn sẽ hiểu biết thêm và một cái gì đó qua cái video clip của Ngọc cho những bạn mà chưa bao giờ xăm, và cả những bạn mà chuẩn bị muốn xăm, thì Ngọc muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cái kinh nghiệm của Ngọc. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này nha. Sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người.